công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khách hàng. Máy hút thổi chấu, qua cân định lượng, công suất 12 tấn trên giờ. Thổi xa 100 mét. Trải qua quá trình sử dụng các dòng sản phẩm hút thổi chấu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô, quý khách hàng của chúng tôi luôn cảm thấy hài lòng với chất lượng sản phẩm. Do đó, chúng tôi rất lấy hân hạnh được tiếp tục phục vụ quý khách trong những dự án tiếp theo. Với kinh nghiệm sử dụng 4 loại máy hút chấu, hệ thống cân thổi chấu, hiện nay, công ty thủy sản Hùng Cá tiếp tục đầu tư lắp ráp một hệ thống cân thổi chấu cho nhà máy, kế tiếp với công suất lớn hơn các dòng máy trước. Theo đó, công ty Tây Đô cũng đã thiết kế hệ cân thổi chấu công suất 12 tấn trên giờ cho khách hàng của mình. Xin chân thành cảm ơn công ty Hùng Cá nói riêng và các khách hàng thân thiết của Tây Đô nói chung đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng phát triển hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng của quý khách.